Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tuổi Dần nên nuôi cá cảnh gì để thu hút tài lộc may mắn cho gia chủ? Bể cá phong thủy, vị trí hướng đặt theo tuổi. Người Việt Nam từ xưa đến nay rất coi trọng vấn đề phong thủy. Hầu hết khi làm một việc gì cũng xem có hợp phong thủy không. Với những người tuổi Dần và có yêu thích nuôi cá cảnh cũng vậy. Chắc chắn họ sẽ phân vân tuổi Dần nên nuôi cá cảnh gì để thu hút tài lộc, sức khỏe, thăng tiến trong công việc. Hãy cùng tham khảo video sau trước khi người tuổi Dần chơi cá cảnh nhé. Phong thủy tuổi Dần mà bạn cần biết. Người tuổi Dần là những người sinh năm 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1988, 2010, 2022. Hổ Dần là một con vật dũng mãnh, được mệnh danh là chúa tể sơn lâm. Con vật này mang biểu tượng của quyền lực và sức mạnh to lớn. Chính vì thế, những người cầm tinh con hổ thường có tướng mạo oai phong lẫm liệt, khí chất hơn người. Thêm vào đó, những người sinh năm hổ còn được dự ấn là có tướng lãnh đạo, quyến rũ và kiêu hãnh. Những người tuổi Dần này nếu biết cách sắp xếp nhà cửa, sử dụng đồ vật phong thủy đúng cách thì sẽ có thể phát triển rất tốt. Cụ thể là những đồ vật phong thủy sẽ thúc đẩy sự phát triển, thăng tiến của chủ nhân. Và tất nhiên, nếu bạn phạm vào điều cấm kỵ trong phong thủy thì sẽ gặp những điều không may, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuổi Dần nên nuôi cá cảnh gì? Cá cảnh hiện nay được coi là một trong những yếu tố phong thủy không thể thiếu trong mỗi gia đình. Việc lựa chọn loại cá cảnh phù hợp với tuổi và vận mệnh sẽ đem lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Vậy người tuổi Dần các mệnh hỏa, thổ, mộc, kim, thủy nên nuôi những cá cảnh phong thủy gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa nên nuôi cá cảnh gì? Theo gia chủ, tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa là những người sinh năm 1986, hổ trong rừng. Theo phong thủy thì những người tuổi Dần thuộc mệnh hỏa nên chọn những màu như đỏ, hồng, tím. Những màu sắc này được xem là màu bản mệnh của hỏa và mang lại may mắn cho những người thuộc mệnh này. Ngoài ra, vì mộc sinh hỏa, chính vì thế màu xanh tượng trưng cho hành mộc cũng là một màu bạn nên chọn. Bính Dần sinh năm 1986 thuộc hành hỏa, ổn dù mệnh hỏa khắc mệnh thủy. Tuy nhiên, mệnh hỏa vượng quá cũng không tốt, nên có một chút nước tạo sự cân bằng, hài hòa cho mọi sự phát triển. Áp dụng quy tắc chọn màu sắc trên, bạn có thể dễ dàng chọn ra loại cá mà mình nên nuôi đúng không? Không cần phải là những loại cá đắt tiền, hãy chọn những loại cá có màu sắc bên trên. Một vài gợi ý cho người tuổi Dần mệnh hỏa lựa chọn cá cảnh phong thủy. Cá huyết anh vũ. Đây là loại cá có ý nghĩa phong thủy rất lớn, chúng là loại cá âm dương, có màu đỏ chót như máu. Đây cũng là màu sắc mang lại may mắn cho người tuổi Dần mệnh hỏa. Cá trọi. Đây là một loài cá nhỏ nhưng có tinh thần chiến đấu rất cao. Những gia chủ tuổi Dần mệnh hỏa nên chọn những chú cá đá màu sắc tím sẽ rất phù hợp và gặp vận tốt. Tuổi Mậu Dần, mệnh thổ nên nuôi cá gì? Gia chủ tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ là những người sinh năm 1998, hổ quá sơn. Mậu Dần sinh năm 1998 thuộc hành thổ, thổ là mệnh tượng trưng cho đất. Vì thế, những người mệnh này thường hợp với màu vàng và vàng đất. Đây là những màu tương sinh mang lại may mắn, thuận lợi cho những người thuộc mệnh này. Bạn cũng có thể sử dụng những đồ vật với màu đỏ, hồng. Đây là những màu thuộc mệnh hỏa mà hỏa sinh thổ. Vì thế, đây cũng là những màu tương sinh giúp người tuổi Dần mệnh thổ phát triển tốt hơn. Tất nhiên, nếu bạn tuổi Dần mệnh thổ mà muốn chọn cá cảnh để nuôi thì cũng không nên bỏ qua quy tắc về màu sắc này. Một số loại cá nên nuôi trong gia đình của người tuổi Dần mệnh thổ. Cá La Hán. Đây là một trong những loại cá được đánh giá là rất phù hợp với người tuổi Dần mệnh thổ. Bạn có thể nhận ra chúng một cách dễ dàng thông qua phần đầu khác biệt nhô lên như các vị La Hán. Nuôi một bể cá La Hán trong nhà sẽ giúp gia chủ có đường làm ăn, buôn bán, kinh doanh thuận lợi. Cá rồng
cũng là một loại cá được đánh giá rất cao bởi sự đa dạng về màu sắc. Tuy nhiên, bạn nên dựa vào quy tắc chọn màu trên để có được loại cá cảnh phù hợp. Một số loại cá rồng thích hợp với người tuổi Dần mệnh Thổ là huyết long, kim long bối đầu vàng. Tuổi Canh Dần mệnh Mộc nên nuôi cá gì? Gia chủ tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc là những người sinh năm 1950-2010, hộ xuất sơn. Mộc tượng trưng cho hoa lá, cây cỏ và màu xanh chính là màu bản mệnh của những người tuổi Dần thuộc mệnh Mộc nên lựa chọn. Ngoài ra, những người tuổi Dần thuộc mệnh Mộc cũng nên sử dụng màu đen hoặc xanh đen. Đây là những màu tương sinh mang ý nghĩa rất lớn đối với người tuổi Dần mệnh Mộc. Canh Dần sinh năm 1950 thuộc hành Mộc, hợp nuôi cá cảnh, đem đến vượng tài phú quý. Những loại cá cảnh mà người tuổi Dần mệnh Mộc nên nuôi để giúp thu hút tài lộc, phong thủy là cá rồng Thanh Long. Đây là loại cá có màu xanh thanh khiết, phù hợp với những người tuổi Dần thuộc mệnh Mộc. Loài cá này cũng tượng trưng cho sự quyền uy, mang lại may mắn cho gia chủ. Cá hắc mu ly. Loài cá có màu đen tuyền này cũng thực sự thích hợp đối với người tuổi Dần mệnh Mộc. Loài cá này rất hiền lành, dễ nuôi và được bán phổ biến trên thị trường. Tuổi Nhâm Dần mệnh Kim nên nuôi cá gì? Gia chủ tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim là những người sinh năm 1962, hộ Quá Lâm. Vàng hoặc trắng chính là những màu sắc phù hợp với người tuổi Dần mệnh Kim. Những người mệnh Kim mà sở hữu những bể cá phong thủy đặt đúng hướng, chọn đúng loại cá để nuôi thì sẽ có vận khí, lộc tài, thăng tiến. Theo đó, những người tuổi Dần mệnh Kim nên chọn những loại cá sau. Cá rồng Kim Long. Đây là loại cá có vẻ ngoài rất uy nghi và sang trọng. Đồng thời, loài cá này có màu sắc hợp với những gia chủ tuổi Dần mệnh Kim. Đây cũng là loại cá phong thủy mang lại may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cho gia chủ. Cá vàng. Đây là một trong những loại cá được ưa chuộng nhất hiện nay để nuôi làm cá cảnh. Một số loại cá phù hợp với người mệnh Kim là cá vàng Lan Thọ, cá vàng Chu Văn Kim, cá vàng Kim. Sở hữu một bể cá vàng, gia chủ sẽ có nhiều tiền tài, danh vọng, thuận lợi. Tuổi Giáp Dần mệnh Thủy nên nuôi cá gì? Gia chủ tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy là những người sinh năm 1974. Đen và trắng chính là hai màu mà người tuổi Dần mệnh Thủy nên sử dụng trong cuộc sống. Đây là màu bản mệnh và tương sinh của những người tuổi này. Trong nhà của người tuổi Dần mệnh Thủy, nếu đặt bể cá nuôi những loại cá có màu trắng, đen sẽ rất tốt. Theo đó, những người tuổi này nên nuôi những loại cá như cá koi. Đây là loài cá có màu sắc sặc sỡ, phù hợp với người tuổi Dần mệnh Thủy. Đây là loài cá mà được người Nhật xem là biểu tượng cho sự may mắn. Sở hữu một hồ cá koi trong nhà vừa mang đến tính thẩm mỹ cao, vừa rất tốt cho gia chủ. Cá La Hán. Người tuổi Dần mệnh Thủy nên chọn cá La Hán Kim Cương, cá La Hán King Lai. Đây là những loài cá có màu sắc thích hợp với gia chủ tuổi Dần thuộc mệnh Thủy. Hướng đặt bể cá phong thủy cho người tuổi Dần. Vị trí đặt bể cá cũng là điều mà những người tuổi Dần cần chú ý. Nếu không cẩn thận chạm vào điều cấm kỵ của phong thủy thì công việc cũng như cuộc sống của bạn sẽ không thuận lợi. Theo đó, bạn nên đặt bể cá theo hướng mang đến tài lộc và vận may cho bản thân và gia đình. Đặt một bể cá phong thủy theo hướng Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Đông rất thích hợp với người tuổi Dần. Những gia chủ tuổi Dần chắc chắn sẽ không còn phân vân về việc mình nên chọn cá cảnh gì để nuôi nữa, đúng không? Ghi nhớ những thông tin trên, chắc chắn bạn sẽ có một bể cá cảnh đẹp và phù hợp với phong thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!